Kênh Bonsai Lại Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc nhé. Mến chào anh Lại ơi. Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên. Hôm nay cũng như mọi ngày thì cũng em cũng giao lưu một số mặt hàng đồ đồng, đồ gốm và tranh xưa qua số điện thoại 0772 8772 78 nha bà con. Em ở tại khu vực Thái Hòa, phường Thái An, quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ. Đầu tiên cho em xin giới thiệu là mã số 0E nha, của clip này là 474. Đây em có sưu tầm về được một cái thao bằng đồng xưa nha bà con, rất là đẹp luôn nha. Hàng này là trên 50 năm tuổi nha bà con. Đây, hàng này em bao cho bà con của mình luôn. Chiều cao này em đo là 15 nha. Đường kính miệng là 35. Còn lọt lòng sâu này tới là khoảng 16 luôn nha bà con. Đây lọt lòng sâu 16 luôn nha. Hàng này thao rất là nặng. Hàng này tuổi đời khá là sâu hết bà con. Rồi em chưa hề vệ sinh hết giờ bà con mình chà rửa đánh bóng lên nha. Cái này cân nặng tới 4,9 kg luôn nha bà con. Đây qua văn bà con mình xem giùm em. Đây là những cái thỏi vàng và những cái chữ này đây nha bà con, chữ Hán đây nha. Đây, bên đây là ngũ khúc. Đây đồng tiền xu đây nha bà con. Qua văn rất là đẹp, những thỏi vàng đây nha, những con dơi ngũ khúc. Đây rất là dày dặn, gãy như ý nha. Nói chung là thao này là toàn là để những cái hình ảnh mang tính chất là phong thủy tài lộc đó nha bà con. Đây, chân đế đây bà con xem giùm em nha. Dưới chân là nó tạo như một cái tòa hoa sen ha. Xung quanh này đây, rất là đẹp nha bà con. Rất là dày dặn, rất là nặng. Đây, 4,9 kg lần nha bà con. Đây, em gõ cho bà con nghe nha. Âm thanh rất là vang. Bà con mình xem không gõ thì em sẽ chụp hình kỹ hơn cho bà con mình nữa nha. Để đầy đủ chi tiết hơn nữa bà con mình kết bạn vào Zalo nha. Cái này em giao lưu cho bà con của mình có giá là 6 triệu nha. Đây 6 triệu đồng bao ship toàn quốc luôn. Bao bà con mình kiểm tra hàng trước khi nhận hàng luôn nha. Đến với mã tiếp theo, em có mã là một cái đỉnh ha cho bà con. Đây đỉnh Kỳ Lân. Đỉnh này là, đây là mã số 1E nha. Đỉnh này là xưa lắm rồi nha bà con. Hàng này em bao bà con mình từ 6-70 năm nha. Có sao thì em báo bà con mình đi, vậy bà con mình yên tâm. Chiều cao này là 31 nha bà con. Hoành bụng như thế này là 49. Đây đỉnh Kỳ Lân đập trái châu xưa nha bà con. Cân nặng này là 3,6 kg luôn nha, 3,6 kg. Đây, không hề có ba giới luôn nha bà con. Hàng này sạch sẽ luôn. Đây, rất là dày, rất là nặng. Đây, bao tuổi đời sâu cho bà con của mình luôn nha. Tại vì gặp này thì nó có chân đèn nữa nhưng mà nó lạc à. Có sao thêm sưu tầm cho chỗ bà con mình luôn nha. Chỗ này nó qua năm tháng nó hơi lủng nhẹ xíu. Nó có lỗi chỗ này. Tí thôi nha bà con. Đây, rất là đẹp nha, rất là xưa. Cái đỉnh này em giao lưu bà con mình có giá là 2,5 triệu nha. Nặng 3,5 kg nha bà con, 2,5 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Đến với mã số 2. Đây mã số 2 em có một cái đỉnh trầm tam hạt luôn nha. Đồng đỏ rất đẹp nha bà con. Đây ba con hạt đứng trên là ngự long quy. Chiều cao này em đo là 22. Hoành bụng này thì khoảng là 31 thôi nha. Về bà con mình để trầm hương vào đây mình đốt rồi nha bà con. Đây đỉnh trầm tam hạt rất là đẹp. Đứng trên ngự long quy đây. Đây liền lạc hết nha. Cái này thì cân nặng cũng khoảng là 1,2 kg thôi. Giá giao lưu bà con 1,900,000 nha. 1,900,000 đồng. Đến với mã số 3. Đây em có một bộ khay trà rất là đẹp luôn, gồm có 6 cái ly. Đây và một cái ấm nha. Chiều cao này em đo là 11. Hoành bụng này khoảng 34 thôi nha. Còn cái khay này chiều dài là 23. Chiều ngang của khay là 14, đều bằng đồng hết luôn nha bà con, chất liệu bằng đồng. Đây khay này là tích những người quan mặt đế đây nha. Rất là đẹp nha bà con. Đây kiểu có in là một ấn hết nha. Bộ như thế này em giao lưu cho bà con của mình nha. Có giá là 2,5 triệu bao ship toàn quốc luôn nha bà con. 5 ly hả bà con. Đây 2,5 triệu đồng. Đến với mã tiếp theo là mã số 18. Em có một cặp bình bông bằng đồng rất là đẹp, hàng xưa cũ nha. Tuổi đời khoảng 20 mấy năm thôi. Có sao thì em báo bà con mình yên tâm. Chiều cao này là 24. Đường kính miệng là 10 phân nha. Hoành bụng là 33. Cặp bình này là tích những người như là những cái người quan hay sao đó cho bà con. Đây, con mình xem giùm em nha. Nói chung là tích người nha bà con. Tích người. Đây mặt chân đế này nha. Hai cái đế nó có hai cái mộc. Mộc có mộc thôi. Mộc mộc. Đây. Đồng nguyên chất. Cặp này giao lưu bà con của mình là giá 1,8 triệu nha. Cặp này cân nặng là 2,3 kg. Đây 1,800,000 một cặp nha bà con. Bao ship bà con mình tặng nhà luôn nha. Mã số 5. Đây một cặp bình nữa nha, rất là đẹp, rất là lớn luôn.
Đây, chiều cao này em đo là 29, đường kính miệng là khoảng 13, hoành bụng như thế này là 43 nha. Cặp bình này thì tuổi đời cũng khoảng hai mấy năm nha bà con. Đây, rất là đẹp. Tích này là những con chim. Đây, bà con mình xem đây nha. Đây, rất là đẹp nha bà con. Đây, một cái đế luôn đây. Đây, về bà con mình chà rửa vệ sinh đánh bóng lên giùm em nha. Cặp này cân nặng là 3,9 kg nha bà con. 3,9 kg. Giá giao lưu bà con của mình nha là 2.500.000 một cặp này nha bà con. Nặng 3,9 kg. Đến với mã tiếp theo là mã 6E. Em có một cái bình trà con rùa rất là đẹp. Trên lưng mình nó là người ta đã khắc vô những cái chữ hết nha. Chiều cao này em đo là 11 thôi. Còn hoành bụng em đo hạo thôi nha bà con, khoảng 40. Đây cái nắp con rùa nhìn rất là đẹp nha. Trên lưng người ta khắc những chữ Hán khắc lên nha. Đây, rất là đẹp. Cái này giao lưu bà con mình giá 1,5 triệu nha. 1.500.000. Đến với mã tiếp theo là mã số 7. Em có một cái thau xưa nha bà con, thau bằng đồng. Đây qua dân người ta cũng đã chạm khắc hết luôn nha. Hàng thì làm tết hết. Đường kính này là 37. Chiều cao em đo khoảng 10 phân thôi. Chiều sâu lọt lòng 18 phân. Qua dân rất là đẹp nha bà con. Đây hàng lập tích liền lạc. Đây mọc sâu lên luôn nha. Rất là dày nha bà con. Bao bà con mình về kiểm tra hàng thoải mái. Mặt chiều mình không đây. Rồi, giá giao lưu bà con mình 1.400.000 thôi nha. 1.400.000 đồng. Đến với mã tiếp theo là mã số 8E. Đây em có một tác phẩm là Phước Lộc Thọ. Rất là đẹp luôn, ngồi trên con nai. Con hạt nha bà con. Chiều cao này em đo là 16. Hoành là khoảng là 49 nha. Tác phẩm là ông Thọ ngồi trên hạt nha bà con, cân nặng 2,1 kg nha. Đây bà con mình xem giùm em rất là đẹp. Hàng này em cũng mới về sưu tầm về thôi. Đây, rất là đẹp nha bà con. Giá giao lưu bà con mình là 2.200.000 nha, 2.200.000 đồng. Cân nặng 2,1 kg. Đến với mã tiếp theo số 9. Em có một bộ đỉnh trầm rất là đẹp cho bà con của mình luôn. Đây đỉnh trầm con rồng. Đây thân trầm là bát mã nha bà con. Rất là hay. Chiều cao này em đo là 25. Chiều ngang như thế này là khoảng 30 nha. Còn hoành tổng em đo như thế này luôn là 65. Đây. Giờ bà con mình để trầm hương vào đốt. Cái này bự to lắm nha. Nắp là nắp con rồng đây. Rất là đẹp nha bà con. Hai quai cũng rồng luôn. Đây bát mã. Đây ba chân quỳ mặt bợm. Cái này to lớn lắm nha. Rất là to. Cái này giao lưu bà con của mình là giá là 2,4 kg thôi. Cân nặng 2,5 kg nha. Nặng 2,5 kg giá 2.400.000. Đến với mã tiếp theo. Đây mã số 10E nha bà con. Em có một con cặp thỏi vàng rất là đẹp luôn. Đây. Chiều cao này em đo là 22. Hoành chân đế là 39 nha bà con. Cân nặng 1,5 kg nha. Bà con nào mình tuổi cọp, sang năm cũng là tuổi cọp rồi. Bà con mình sưu tầm về mình trưng cái mang đều lợi ích cho gia đình gia chủ mình luôn nha. Đây. Hàng này hàng trưng bày thôi nha bà con. Rất đẹp nha. Giá giao lưu bà con của mình là 1.500.000 đồng nha. 1.500.000. Đến với mã số 11 em có một cái chuông xưa. Đây. Chiều cao này em đo là khoảng 18 thôi. Còn hoành miệng này là tới 9 phân nha bà con. Đường kính miệng. Đường kính miệng 9 phân. Đây chuông xưa nha. Giờ bà con có mặt đây mình treo lên nha bà con. Đây treo dưới cổng nhà cho người ta loại người ta giật. Người ta báo luôn nha. Khỏi bấm chuông. Đây. Giá giao lưu bà con mình 500.000 thôi nha. 500.000 đồng. Đến với mã số 12 em có một cái tác phẩm là cái đồ gạt cần thuốc cô gái. Hàng này thì người ta cũng đã qua thời gian sử dụng rồi. Chiều cao này em đo là 6 phân nha. Còn cái hoành tổng như thế này là 46. Đây hàng này em sưu tầm nha bà con. Cái này người ta cũng qua thời gian cũng mười mấy hai chục năm rồi nha. Đây. Rất là đẹp cô gái nha. Đây sexy. Giá giao lưu bà con mình là 900.000 nha. Cái gạt cần thuốc bằng đồng. Đến với mã 13. Em có một cái tác phẩm là lông phụng xung vầy rất đẹp nha bà con. Chiều cao em đo là 26, chiều ngang như thế này là 22 thôi. Đây lông phụng xung vầy nha. Cân nặng 2 kg. Nặng 2 kg nha bà con. Mặt bên dưới đây. Giá giao lưu bà con của mình nha 1.500.000 nha. Giá này là xả hàng rút vốn luôn nha bà con. 2 kg mà 1.500.000 thôi nha. Đến với mã 14 em có một cái bộ ấm trà. Đây rất là đẹp giao lưu cho bà con của mình. Hàng này cũng mới sưu tầm thôi. Hàng này cũng từ 3-40 năm nha bà con. Con mình xem. Cái này người ta đã diện mà đồng rồi. Mỏ là mà này là con công. Hàng thì lành tích liền lạc. Em bao bà con của mình hết nha. Chỉ có cái nắp này của nó thôi.
cái nắp của nó là không có giống theo cái bình thôi nha bà con. Đây, theo kèm cái nắp nó thôi nha. Bị mắc nắp đó bà con. Nhưng mà đầy ghép đủ cái nắp luôn. Khác vô cho bà con mình, nhưng mà này, cũng cố gắng là ghép cho nó phù hợp này, nha. Em ghép rồi thôi nha. Nên cái giá cũng nó cũng hữu nghị cho bà con của mình luôn. Chiều cao này em đo là 20. Hoành bụng này em đo là 53 nha. Tích này là tích tứ linh nha bà con. Bà con mình xem giùm em long lăng quy phụng nha. Tích tứ linh. Cảm nổi hết luôn nha. Viền mạ đồng nano quay mặt bên dưới đây. Rất là đẹp nha bà con. Đây. Rất là đẹp nha. Cái này giao lưu cho bà con của mình có giá là 1,7 triệu nha. Hàng làm tích liền lạc hết bao bà con của mình luôn. 1,7 triệu. Đến với mã 15 em có một cái bình hồ lô xưa dễ tay nha. Chiều cao này em đo là 25. Hoành bụng như thế này là 50 thôi. Tích là tích con lăng nha. Kỳ lăng đây. Con mình xem rất là đẹp. Bên dưới đây nha bà con. Cái này thì có cái nắp nó bị nhăm chỗ này chút xíu thôi. Mặt bên dưới thôi nhưng mà không sao nha. Không hề gì, bảo đảm bà con mình luôn. Giá 500 ngàn thôi nha. 500 ngàn đồng. Cái bình hồ lô hút lọc nha bà con, hàng dễ tay. Tiếp theo. Đây. Mã số 16. Đây là một tác phẩm rất là đẹp cho bà con của mình luôn nha. Tích là cha mẹ nha bà con. Này là gỗ hương. Miếng này là nguyên khối nha. Chiều cao này em đo là 36. Đường kính ngang cái mặt dĩa này là 30 nha bà con. Đây rất là đẹp bà con mình xem này, người ta đã đều chạm nổi lên đây hết luôn nha. Đây nguyên một câu thơ câu văn đây nha bà con. Hàng này gỗ rất là chắc bao bà con mình luôn nha, tuổi đời xài rất là bền luôn. Đây thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất cả tấm gánh gồng nuôi con nha. Rất là hay. Giá giao lưu bà con mình 1,500,000 đồng nha. Rồi 1,500,000 bao ship tận nhà bà con của mình luôn. Tiếp theo là đến với mã số 17. Đây em có một bộ tranh rất là đẹp nha. Tranh xưa, tranh lịch xưa nha bà con, bồ câu đưa thư. Đây. Chiều dài, chiều cao này là 60. Chiều ngang 40 nha. Đây, cẩm ốc sò cừ xưa nha bà con, hàng làm tích liền lạc hết bao tuổi đời tranh xưa cho bà con mình luôn. Không xưa thì hoàn trả lại cho em nha. Móc mình treo tường luôn, giá giao lưu bà con mình 500 ngàn thôi nha. Đây 500 ngàn đồng bao ship toàn quốc luôn. Đến với mã tiếp theo là 18E. Đây một bộ tranh tam đa phước lộc thọ, khổng ốc sà cừ bao mày dòm rất là đẹp, rất là nổi nha bà con. Ốc sà cừ xưa đó nha. Chiều dài này em đo là 79. Chiều cao lên là 49 nha. Đây phước lộc thọ rất đẹp tam đa. Đây lành tích liền lạc hết nha bà con. Hàng có sao thì báo mình vậy nha. Mặt sau lưng đây. Tấm này giao lưu bà con mình giá 1 triệu đồng thôi nha. Đây 1 triệu đồng bao ship tặng nhà bà con của mình luôn. Bao bà con mình kiểm tra hàng, không xưa hoàn trả là cho em, không tốn ngàn phí ship đâu nha. Rồi tác phẩm kế tiếp nha bà con. Đây là một cái đồng hồ rất là đẹp luôn nha. Gỗ hương. Tích cũng là cha mẹ luôn nha bà con. Đây cái này người ta qua văn chạm hết rồi, nhìn rất là đẹp. Chiều dài này em đo là 81 đi. Còn chiều ngang cao lên thế này là 41 nha. Giờ bà con mình gắn pin cho mình xài thôi. Đây cha tích cha mẹ đi nha bà con, rất là hay. Có hai móc bà con mình về treo tường. Đồng hồ này hàng mới nha bà con. Hàng này là hàng bây giờ nha, có sao báo mình vậy nha, yên tâm nha. Rất là đẹp bao bà con mình, gỗ này là chắc rất là chắc, bao một mối không giờ ăn luôn. Mặt sau lưng bà con mình về gắn một pin vô là xài thôi, cái máy nó thôi nha. Tấm này giao lưu bà con mình giá 1,6 triệu nha. Đây 1,600,000 đồng thôi nha bà con. Rất là dễ sưu tầm, dễ xài, sử dụng luôn nha. Treo lên tường nhà rất là sang. Đến với mã tiếp theo là mã số 20. Em có một cặp đông voi Biên Hòa nha, gốm Biên Hòa. Đổi cái cây căn bự đây, gốm Biên Hòa để dưới đường. Một cặp nha bà con. Rất là đẹp, hàng này làm tích liền lạc nha, tuổi đời tầm 20 năm đổ về thôi nha. Chiều cao này em đo là 42. Đường kính miệng trên này là 19 nha. Hoành tổng như thế này là 115. Hàng Biên Hòa làm tích hết, bảo đảm bao bà con mình về kiểm tra hàng nha. Nhưng mà hàng này tuổi đời nó không có già thôi, không có già hụt thôi nha bà con. Khoảng tầm 10 năm trở lại nha bà con. Đây, 10 mấy năm, 20 năm trở về thôi. À, mình trưng trước cửa nhà, cổng nhà rất là đẹp, mình để những cây bonsai lên. Rồi mình chân mình chơi nha, một cặp như thế này. Đây làm tích liền lạc hết, rất đẹp nha. Em giao lưu với bà con mình theo giá đông do mới nha, do đó bà con mình cứ an tâm nha. Đây, hàng này rất to là giá rẻ luôn nha. Cũng hơi nặng nha. Giá giao lưu bà con của mình là 3,100,000 bao ship toàn quốc luôn nha. Cái này là nó nặng khoảng một con là nó nặng khoảng tầm 9kg nha bà con. Đây 3,100,000 thôi. Hàng này ship nó cũng hơi nặng. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip hôm nay nha. Bonsai Lợi Nguyên cũng xin mến chào bà con, rất cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Và em cũng xin mến chúc bà con thật nhiều dồi dào sức khỏe nha. Và hẹn bà con ở những clip tiếp theo ạ. Xin chào và cảm ơn quý bà con đã luôn ủng hộ nhiệt tình cho shop chúng em nha.
sẽ luôn cố gắng để sưu tầm những mặt hàng mới lạ, độc đẹp để giao lưu cùng với bà con trong những clip sắp tới. Mến chào và tạm biệt ạ.